Hôm trước giờ nhiều anh chị mua cái máy này của Hồng Viên giới thiệu làm thương hiệu cho Oxyma, mua rất là nhiều luôn rồi. Nhưng mà có nhiều người nói dây nhôm dây đồng gì thôi chưa biết luôn, tại thấy rẻ quá mua mua cái máy tặng nguyên cái thùng đồ nghề 105 món, mà giống như là có 500 mấy, tức là bình thường nó bán 800 mấy, bây giờ giảm 20 mấy% xuống còn 500 mấy chục ngàn, tặng nguyên cái thùng kia nữa. Thì cái thấy cái máy này bên ngoài nó đã ngon rồi đúng không, chưa test cho anh chị coi là nó sức mạnh như thế nào. Hôm nay Hồng Nhi sẽ test cho anh chị coi là sức mạnh và coi bên trong của nó dây đồng dây nhôm nó làm ra làm sao, mình phải chứng thực được cái điều này cả nhà. Đây nè, đẩy qua đây là khoan sắt ha, ở mũi chà bá luôn nè ha. Đấy, đây chỉnh tốc độ lớn tốc độ nhỏ ở đây. Giống như đồ chơi thấy không đó, thì mình thấy khoan gỗ bự bự cỡ này là anh chị khoan gỗ là thấy ngon rồi. Bây giờ mình sẽ qua mình khoan sắt một cái nha. Quá đơn giản. Rồi bắn xà gồ cái luôn nha. Quá đơn giản luôn mấy cái này chuyện nhỏ. Rồi bây giờ mình sẽ qua mình khoan bê tông mới là chính nha. Đây anh chị mình chuyển qua đây là khoan bê tông nha, khoan búa tường đây nè. Này chuyện nhỏ. Quá dễ, đây bê tông nè. Anh chị thấy không, thấy một tay thôi mà khoan rất là đơn giản ha. Đó, đó là khoan ngang á, chứ còn chị mà khoan đứng thì ok, nhưng vậy nó còn dễ nữa. Quá đơn giản đúng không anh chị ha, mỗi khoan 500 mấy chục ngàn. Giờ khui ra cho anh chị coi để coi nó tặng một cái bộ đồ nghề nữa, mua cái này là phải mua nè. Chị thấy Hồng Nhiên test là biết cái máy, thấy vậy chứ nó rất là mạnh anh chị. Một cái máy nặng 1,9 kg đúng không, nguyên hộp này thì nó nói nặng là 2,2 kg, một cái máy không thì nặng 1,9 kg. Rồi giới thiệu cho anh chị mẫu máy nè, cái mẫu này nó nói là xài model của con này là Oxyma K550 professional nè ha, bảo hành điện tử, bảo hành chính hãng là 6 tháng, thì nó là công nghệ Nhật, nhưng mà giờ anh chị biết cái gì cũng sản xuất Trung Quốc. Nhưng mà nãy nói bạc đạn NSK là ngon nè ha, thương hiệu là Oxyma. Rồi ở đây Hồng Nhiên khui ra cho anh chị coi hết luôn á. Ở đây thì anh chị mình thấy là Hồng Nhiên khui ra cái máy như vậy đó, mình khui ra cái máy như vậy thì trước tiên anh chị thấy có tay nắm nè, rồi có cặp than sơ cua trong này nè, có cái sách hướng dẫn nè, rồi có cái cử rồi là nguyên của nó là như vậy. Rồi xong anh chị mình khui ra thì ở bên trong này anh chị mình thấy nó có một cái máy như thế này đó, một cái máy như thế này, nó có giấy bảo hành chuyên nghiệp rồi của nó nè, đầu khoan 13 ly. Ở đây đầu tiên anh chị mình lên là anh chị mình sẽ thấy là cái máy khoan đầu khoan 13 ly K550 220V 550W mà từ 0 cho tới 3000 vòng, đầu 13 ly nè ha. Đó thì cái này nó có điều chỉnh trên cò, đây có đảo chiều, trên này có bê tông sắt. Anh chị mua cái hàng này thì không có sợ hàng giả hàng nhái gì rồi, thì hàng Oxyma, chủ yếu là Oxyma muốn làm một cái thương hiệu đi. Nãy giờ anh ba má mở điện ra, mở máy ra cạo dây đồng tài le là như còn để nguyên dây nguồn của liều ghê thiệt đó. Rồi anh chị mình thấy nè, cái máy nè bấm nhẹ chạy chậm nè ha, nói về độ mượt và độ đẹp, máy này đẹp nha anh chị đó. Rồi ở đây là đảo chiều, anh chị mình thấy nè, đảo chiều nè đó, tốc độ điều chỉnh ở đây chậm lẹ là có nè ha, nó chịu hết luôn nè, lên xíu nè, chỉ chạy chậm không nè anh chị đó, chạy chậm ha. Rồi anh chị mình lên mình muốn khóa cò đó, chạy. Đây là chức năng đảo chiều, xuôi chiều là chỗ này ha. Rồi bê tông sát, anh chị thấy đẩy qua bên này có hình cây búa, đẩy qua đây có hình cái mũi quan sát, đầu kẹp 13 ly thấy rõ ràng ha. Rồi thì ở bên ngoài thì nhìn nó đẹp như thế này rồi đó, ok, thấy hợp lý rồi đó, giá giảm 20 mấy% là mình chơi rồi đó. Nhưng mà ở bên trong thì anh chị mình thấy sao đó, bên trong thì anh chị mình sẽ thấy vậy.
để cạo luôn cho anh chị mình coi. Trước tiên mình coi dây đồng dây nhôm trước cái đã ha. Đó, để sau này Hồng Nhiên cũng có cái để nói chuyện với anh chị chứ. Đây cạo ra hết nè, nó vàng ngính rồi thấy không? Đó, đại khái là nó vàng ngính lên đây là tức là nó là dây đồng đó, với lại dây nó quấn cũng nhiều anh chị ha. Rồi than của nó hai bên nó có tụ bù đồ đầy đủ đây luôn, công tắc đó, mở bò thì cho cũng khá là nhiều anh chị ha, có dây mát luôn nè. Ờ, này nó làm có dây mát luôn nè đó, ok ha. Rồi ở đây là anh chị mình sẽ thấy về gô to của nó nè, đó bạc đạn đó, ok nè ha, bạc đạn đồ đầy đủ luôn như thế này đó. Rồi nó đổ keo phủ trên đầu, nói chung là máy này hợp lý thôi, cỡ như thế này, nguyên cái khói nhôm này là đỡ nguyên cái cụm bạc đạn với bộ búa như thế này là ok. Rồi ở trên đỉnh đầu nữa, trên đỉnh đầu thì ở đây anh chị mình thấy nhông nè, cốt nè, bạc đạn nó làm, ồ bạc đạn à, với lại bạc đạn nó NSK nè anh chị nè, để mình coi ha. Đâu có thương hiệu không? Đây 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 đây, nó có ghi bạc đạn thương hiệu NSK trong này luôn. Có nha, có, nó có ghi thương hiệu trong này luôn. Thì anh chị mình thấy là lò xo đồ nó làm nhìn rất là đẹp. Với lại cái này á, nó có một điều nữa, Hồng Nhiên thấy nó như thế này thì chắc chắn nó sẽ ít quơ cái đầu. Nó ít quơ cái đầu nè anh chị mình thấy cứng nhắc luôn, không bị gơ một tí xíu nào. Ồ, cái chỗ này hay nè, cái chỗ này hay nè anh chị, ga vô thì bê tông khác tiền nào cũng có, nhưng mà này không bị gơ chỗ đầu nè. Tại vì sao? Tại vì cả chỗ này nó làm, anh chị mình thấy nó làm cái chỗ này nặng lắm, hiểu không? Nó rất là sát, nó rất là bó luôn, cho nên là nhìn vô làm biết nó không bị quơ cái đỉnh đầu này. Nên là ở đây mình bình thường anh chị mình thấy cái nào nó cũng phải quơ quơ nhẹ nhẹ đúng không, lắc nó phải có, còn này lắc anh chị thấy là không có một tí nào lay động luôn, hay ha. Chỗ này được, chạy rất là êm đó. Rồi về giá anh chị biết rồi, giá nó là 800 mấy mà giảm còn 590 ngàn cho một cái bộ máy khoan như vậy đó. Nhưng mà cái quà tặng của anh chị thấy là một cái quà tặng của nó là nguyên cái thùng vậy nè. Ê, 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 ê. Nguyên cái thùng vậy nè anh chị, nguyên bộ cái thùng này nó nói là 105 món đó. Thùng này, cái thùng này nó làm á, là hầu như là nó về là để vô những cái khoan 550 quát hay 750 quát anh chị mình đều vô được hết. Đây mình khui ra thì anh chị mình thấy ở bên trong nó có nguyên một cái thùng. Cái này là quà tặng miễn phí anh chị, không có tính tiền đâu nè anh chị mình thấy nè. Vô đây thì ok, mình sẽ nói trước tiên là cái búa, cái kèm, một dải đầu tiếp đây, một cái đầu nối để gắn vô máy khoan nè, rồi một dải mũi vít đây, rồi một cái mỏ lết nhỏ nhỏ, một cái thước dây 3m của Oshima luôn, một cái dao gọt giấy, một cái thước thủy, một dải những cái giống như là tắc kê để anh chị đóng tường. Ở đây là mũi quan sát, nó có 2, 4, 5 mũi quan sát, 4 mũi quan gỗ và 5 mũi quan tường. Anh chị thấy mũi trắng là quan tường nè. Đó, nguyên một cái hộp như vậy nó tặng kèm, tặng phi, tặng không anh chị. Nên bây giờ anh chị mua một cái máy quan hàng hãng chạy êm thế này và bạn NSK đồ dây đồng đồ mà giá có 500 mấy chục ngàn thì khá là ok, khá là hợp lý rồi, đã rẻ dữ lắm rồi, nhưng mà còn tặng thêm rồi thêm cái kia nữa thì anh chị thấy là Oshima làm cái thương hiệu rất là tốt ha. Làm cái thương hiệu giống như là muốn làm cái thương hiệu trên thị trường online, nên là tài trợ cái giá rất là tốt luôn. Rồi thì anh chị mình đó là mua máy nha. Lần trước anh chị nhớ là mua cái máy rửa xe 1.29 triệu anh chị mình thấy không? Chạy số lượng rất là nhiều ha, chủ yếu là Oshima làm thương hiệu là vậy đó. Thì tiếp theo là anh chị mình sẽ thấy vẫn là cái anh chị mình vẫn là cái trúng thưởng. Cái trúng thưởng thì bây giờ anh chị mình sẽ trúng thưởng là cái máy khoan Oshima đi, cái khoan này đây, khoan 550 này đây. Anh chị mình cũng cứ comment là Oshima kèm 3 cái số ha, kèm cái 3 cái số thì hôm sau là xem là tại buổi chiều hôm nay là giống như là đã sổ số rồi, nên anh chị mình phải biết, giống như hổm đã sổ số qua ngày hôm sau anh gì trúng đó, thì tức là sẽ lấy 3 cái số cuối. Anh chị mình cầm Oshima 768 gì đó, hoặc Oshima 789 gì đó, thì nó sổ 3 số cuối, số đặc biệt đài chính nha. Hồng Nhiên nói là đài chính thì nó sổ 3 số cuối số đặc biệt, thì nó là số nào thì anh sẽ trúng cái, nếu mà giống thì anh chị mình sẽ trúng nguyên một cái máy khoan như vậy nè, nguyên một cái máy khoan như vậy miễn phí ha. Đó là cái chương trình, thì mỗi lần Hồng Nhiên sẽ làm một cái chương trình là mẫu mới liên tục cho anh chị để cập nhật. Từ từ sẽ tới máy pin đó, như anh chị nói là máy pin bao nhiêu nhiêu, nhưng mà Hồng Nhiên sẽ đi từ tới là hôm nào Hồng Nhiên sẽ live một buổi trực tiếp, thì Hồng Nhiên sẽ giới thiệu tất cả những cái phiên bản máy pin và review cho anh chị coi từng mẫu cho anh chị coi, để xem cái chất lượng của nó như thế nào, để anh chị mình có nên là chọn Oshima hay không, thì anh chị mình sẽ có câu trả lời của quyết định ha. Rồi anh chị mình có nhu cầu về sản phẩm liên hệ Hồng Nhiên qua những số hotline bên trên. Còn bây giờ Hồng Nhiên xin chào, hẹn gặp lại, bye bye.